cười ra nước mắt khi Ronaldo tấu hài. Ở trận tiếp đón Man City trong khuôn khổ lượt về vòng bán kết Champions League 2015, siêu sao Ronaldo của Real Madrid đã có một pha dùng tay úp rổ để ghi bàn vào lưới đối thủ cực kỳ hài hước. Dù cố tình dùng tay chơi bóng, nhưng CR7 đã may mắn thoát khỏi thẻ phạt vì trước đó anh đã rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, điều này lại khiến không ít cổ động viên Man City cảm thấy tức tối khi cho rằng Ronaldo đã cố tình bẩn cực họ. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Ông cha ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, và đặc biệt cần cười đúng nơi đúng chỗ để luôn giữ được cho không khí tươi vui cũng như giúp bản thân thuyên giảm đi phần nào những khó khăn áp lực của cuộc sống. Là một trong những người ở trên đỉnh thế giới của môn thể thao vua, Cristiano Ronaldo cũng đồng thời là một trong những người chịu áp lực khủng khiếp từ nhiều phương diện. Và có lẽ với anh Bảy, tấu hài cũng là một cách để xả stress. Ngày hôm nay hãy cùng xem khi CR7 tấu hài sẽ như thế nào các bạn nhé. Có lẽ đến bây giờ chúng ta mới biết được một sở thích trêu chọc đồng đội rất nhây của anh Bảy chính là chạy và nhảy lên vai hoặc qua đầu những người đồng đội từ phía sau ở trong các buổi tập. Nhưng khoan, hãy nhìn cú nhảy chơi của CR7 khi đùa cợt với Marcelo mà xem. Chúng tôi không hề nói về phản ứng của hậu vệ tóc xù đâu nhé, mà chính là cú nhảy vượt qua khỏi đầu dù hậu vệ người Brazil đang đứng sừng sững trên sân. Đúng là siêu nhân khi giỡn cũng khác người thường. Là một ngôi sao hàng đầu thế giới, huyền thoại người Bồ đã quá quen và thậm chí là cảm thấy mệt mỏi bởi sự săn đón nồng nhiệt của các cổ động viên cũng như cánh báo chí. Nhưng khi phải thi đấu không khán giả bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, hành động đập tay với khoảng không này của anh Bảy cũng thay mặt cho rất nhiều ngôi sao khác để nói lên tiếng lòng của họ. Chứng kiến một fan cuồng cố gắng trà trộn vào sân để tiếp cận mình và ngay lập tức bị rất nhiều nhân viên an ninh can thiệp và áp chế ra khỏi sân, CR7 sau một hồi đứng ngẩn, gãi đầu, không biết làm gì, đã quyết định chạy lại vừa trêu đùa các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ, vừa nở nụ cười sảng khoái, trong khi ai nấy đều đang rất hoang mang với khung cảnh hiện tại. Thánh lầy everywhere là đây. Tiếp tục là một sở thích quái lạ nữa của anh Bảy bị chúng tôi và các bạn phát hiện. Có vẻ như Ronaldo rất hứng thú với những kiểu tóc chất chơi của những cầu thủ gốc Phi và cựu sao Real cũng chẳng cần giấu giếm điều này. Anh thường nhìn vào quả đầu của đồng đội một lúc lâu để phân tích một điều gì đó mà còn lâu chúng ta mới biết được, rồi tiến lại test khứu giác của những đồng đội này. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ có một Linh Ronaldo thì sao? Với ngọn lửa nhiệt huyết, mong muốn cống hiến dữ dội cho đội tuyển quốc gia,
Ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu chắc chắn là một cực hình đối với đôi chân chấn thương của Ronaldo. Và trong một tình huống, các cầu thủ của Bồ Đào Nha bỏ lỡ một cơ hội làm bàn, cựu cầu thủ của MU tiếc nuối ra mặt. Nhưng thay vì gõ nhẹ vào chân của mình để thể hiện cảm xúc, thì anh Bảy lại gõ vào chân của đồng đội ngồi băng ghế dự bị bên cạnh, khiến anh chàng này muốn uống nước cũng không yên. Một pha xử lý quá khó hiểu đến từ vị trí CR7. Ngồi yên một chỗ chắc là thuật ngữ không dành cho huyền thoại sinh năm 1985. Hết trêu đùa đồng đội, anh lại đi hóng hớt khung cảnh xung quanh và vô tình bắt gặp được một nàng thơ trên khán đài. Sau một hồi tia chán chường, CR7 quay sang rủ những đồng đội lên ngắm cùng cho có bè có phái, và hơn nữa, gái xinh thì phải có bạn hiền. Lại thêm một hệ lụy của dịch bệnh khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên ngột ngạt. Ở trên hàng ghế khán giả, mọi người tuyệt đối phải ngồi khoảng cách và còn phải đeo khẩu trang. Như những biểu hiện của CR7 cũng cho thấy, anh thuộc trường phái thích sống tự do và khẩu trang là một thứ gì đó rất ngu ngốc đối với cầu thủ sinh năm 1985. Kể từ khi cập bến Juventus 2018, cặp song sát Ronaldo Dybala ngày một hiểu nhau hơn trong các trận đấu và cũng ngày một thân thiết hơn trong mối quan hệ ngoài đời tư. Họ thân thiết đến mức CR7 chẳng ngại việc hôn Dybala sau khi ăn mừng bàn thắng hay trước ống kính của buổi phỏng vấn sau trận đấu. Hy vọng đây chỉ là sự thoải mái của hai người bạn thân và cô người mẫu Georgina Rodriguez sẽ không bị mất bạn trai vào tay của một chàng trai khác. Có lẽ màn ăn mừng đầy phấn khích của CR7 cùng người thầy Fernando Santos của mình với đôi chân cà nhắc của anh chắc chắn sẽ gợi nhớ cho chúng ta về bàn thắng của át chủ bài Eder tại trận chung kết Euro 2016 với đội tuyển Pháp. Khi chạm được nửa bàn tay vào chiếc cúp danh giá đầu tiên với đội tuyển quốc gia sau rất nhiều nỗ lực, cơn đau hay thậm chí là cả huấn luyện viên của mình cũng không khiến anh Bảy bận tâm với màn ăn mừng của mình. Từng cùng nhau tha hương đến Tây Ban Nha chơi bóng trong màu áo Real Madrid, nên những người con của đất nước Bồ Đào Nha gồm Ronaldo, Pepe và Fabio Quartararo thân thiết với nhau là điều hiển nhiên. Và trưởng nhóm của đoàn hài kịch này sớm lộ diện khi ống kính bắt gặp cây hài chính là anh Bảy đang áp đảo Quartararo trong một cuộc chơi đấu vật phiên bản sân cỏ. Kế phụ Pepe đã mau chóng hòa nhập khi hùa vào hành hạ Quartararo. Nhưng nạn nhân cũng không chịu đầu hàng trước hai người đồng đội, anh vùng vẫy đến khi giành được phần thắng trước cây hài chính. Nói tóm lại, những diễn viên hài này rất nhập vai. Show diễn hài này của anh Bảy cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn có thích CR7 phiên bản này hay không? Bình luận quan điểm dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.